Thưa quý vị, theo CNN, hai phụ nữ ở bang Maryland, Mỹ đã bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến ngược đãi trẻ em. Theo thông tin mới nhất, hai nghi phạm này đã đánh đập, bắt nhốt và cưỡng ép ba trẻ em ăn phân chó trong nhiều tháng qua. Hai người phụ nữ là Amanda Allwright, 29 tuổi, và Bethline Joseph, 25 tuổi, bị tại nhà riêng ở Madera Springs, bang Maryland. Khi tới nhà của hai người phụ nữ, cảnh sát phát hiện ba đứa trẻ ở độ tuổi từ 8 đến 10 bị chảy máu mũi, bầm tím và xây sát. Chúng bị đánh đập bằng một thiết bị điều khiển điện tử và bị đánh đập bằng thắt lưng dây điện. Các em chỉ được ăn bánh mì, bột yến mạch và uống nước lọc trong ít nhất 6 tháng, thậm chí bị ép ăn phân chó. Chúng bị nhốt ở tủ quần áo hoặc dưới hầm và bị dọa giết nếu kể cho người khác về việc này. Ngoài tội lạm dụng, Wright và Joseph còn đối mặt với ít nhất 4 tội xâm hại và tấn công trẻ em. Hai nghi phạm cũng bị buộc tội rình rập, sử dụng vũ khí nguy hiểm gây thương tích, cầm tù người khác. Cảnh sát từ chối cho biết mối quan hệ giữa hai nghi phạm này và ba đứa trẻ. Hiện hai người phụ nữ đang bị giam ở trung tâm giam giữ quận Waco, Mico.